Rồi. Hai tiếng lớn tiếng nói vang trong tâm hồn mình. Còn tình trạng chính không bao giờ biết nói rồi. Tôi đi trên chiếc qua bao năm chung rồi đến mãi. Và hồn tổng thân vết thương chẳng ai. Có những tiếng chung đêm trên phòng về. Dừng tôi chắc nghe hồn thấp đến dưỡng mà bằng không nghe xuống vang trong xa mùi đau nào cho con chắc anh ngồi sâu. Đường đế ơi có không cho con Việt Nam này nhiều sóng gió trôi lạc lâu dài từng chỉ đã ô tiêu diệt quân thù và bảo tàng thương đế ơi hãy lắng nghe người dân hiền vì đất nước đang có những khúc phiền còn vì con đi vào đêm chiều trường thiên minh. Những tiếng chuông đêm vọng về rừng sâu. Rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rừng mau. Quê rừng non đứng tôi ai cay hận thù tội tình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thành mình. Đường đế hợp ơi, hãy lắng nghe em dân hiền. Vì đất nước đang còn lũ quyền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường biến phai thân. Còn những tiếng chuông đêm vọng về. Tôi chẳng nghe hồn khóc đêm rừng mà ôm quê hương non nướng tôi ai gây hận thù tội tình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thành bình. Nam yêu dấu ơi lâu quá. Hay nhé. Bạn này thì